Ngủ ngon nha Pikachu. Mày giao sắt chưa? Dạ rồi. Sao? Vậy chúng ta chuẩn bị cho nó lên thớt thôi. Cái gì? Sao con búp bê nó có thể cử động được vậy? Nó đâu rồi ta? Thôi, không lẽ là ảo giác hả ta? Trời ơi, hôm nay tự nhiên trời lạnh vậy ta? Mình còn đói nữa. Không biết có... Ôi, ai trong vậy? Mấy bạn có đồ chơi đẹp chưa kìa? Cũng đã lâu lắm rồi. Mình không có đồ chơi kể từ khi gia đình mình bị phá sản. Giờ mình phải bị đi lưu lạc như vậy. Wow, mấy bạn có đồ chơi. Con gấu, con cừu rồi còn chú lính canh nữa, đẹp quá. Để mình xin vô chơi chung được không? Mấy bạn ơi, mấy bạn ơi. Tụi bay, con gấu con của ta nè. Dạ. Wow, mấy bạn có đồ chơi đẹp quá, cho tôi chơi chung được không? Ôi, con cừu này dễ thương quá à. Ê, ê, ê. Cút cái thằng nhà nghèo đây. Mày tự nhiên mày tới động. Ấm bây giờ. Ây da, ây da. Kỳ vậy, ông cho tôi chơi thì tôi làm gì đáng cười dữ vậy. Chỗ khác đi. Hết hứng thiệt luôn chứ. Trời ơi. Không đó. Chơi thì tôi đi về vậy. Trời ơi, dơ luôn rồi. Mấy cái đồ chơi này thiệt chứ. Cái thằng nhà nghèo kia mày cút nghe chưa? Đúng là nhà nghèo. Đúng rồi, ra chỗ khác mà chơi. Trời ơi, không ai chơi với mình hết. Vậy thôi, mình đi chơi chỗ khác vậy. Tự nhiên ở đây có cái nhà máy. Chắc tối nay mình sẽ ngủ tạm ở trong cái nhà máy này mới được. Không biết có ai không nữa. Chứ ngủ ngoài kia lạnh quá. Bây giờ là mùa đông rồi. Chắc mình sẽ ngủ ở đây vậy. Cái gì vậy? Toy Factory. Nhà máy đồ chơi hả? Hình như đây là nhà máy đồ chơi á mọi người ơi. Có nhiều đồ chơi quá à. Hình như trong kia là chỗ sản xuất đồ chơi á mọi người. Nhưng mà không được. Mình đi vô đó mình lấy một cái là mình sẽ bị tội ăn cắp, là ăn trộm là không được đâu. Không được, không được, không được. Nhưng mà mình không có đồ chơi, mình buồn quá à. Chắc là chỉ một lần này thôi nha. Để mình vô coi thử cái. Ôi, sao cái chỗ này hình như là nhà máy đồ chơi nhưng mà sao nó cũ kỹ quá vậy ta? Thôi, ơi, như người ta đi về hết trơn rồi. Thôi, đây có thiệt là nhiều đồ chơi đẹp luôn mọi người. Có con heo, con vịt nữa. Ôi, vậy đây đích thị là... Đây là chỗ nhà máy sản xuất đồ chơi. Ôi, trời ơi, tự nhiên có con búp bê gì xấu xí vậy. Tất cả đều dễ thương trừ con búp bê này. Ghê quá, chắc búp bê nó sản xuất bị lỗi rồi không ai mua. Mất dạy. Thôi kệ đi. Có Pikachu nữa nè mọi người ơi. Còn có cả Totoro nữa. Dễ thương thiệt chứ. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình lấy thì mình sẽ bị coi là ăn trộm. Không được, không được. Bây giờ mình có cách rồi. Bây giờ mình có $1. Bây giờ mình sẽ tạm để ở đây đi. Mình biết cái điều này là xấu nhưng mà mình có không có búp bê, mình sẽ để tiền ở đây. Xong rồi, hôm nay mình ăn xin được có $1 nên mình sẽ để tạm ở đây. Sau này mình có tiền thì mình sẽ để thêm vậy. Ủa? Hồi nãy mình nhớ có con búp bê xấu xí ở đây mà ta. Mình có Pikachu để ngủ chung rồi, mình sẽ đặt nó ở đây. Sau rồi mình đi ngủ chung nha. Bé em bé Pikachu dễ thương. Ngủ ngon nha Pikachu. Tiếng gì vậy ta? Ai vậy? Có ai vậy? Cái con búp bê hồi nãy sao tự nhiên nó ở đây? Chạy. Ơi hết hồn luôn à. Ôi, nó kìa, nó vẫn còn đuổi mình. Chết rồi. Sao tự nhiên mình đang mơ hả ta? Nó rồi. Ủa hả nó rồi? Ủa? Là mơ hay thiệt vậy mọi người? Để tôi nhéo má tôi thử coi tôi đang mơ hay thiệt. Ây da, đau quá à. Vậy là thiệt rồi. Nhưng mà sao con búp bê nó có thể cử động được vậy? Nó đâu rồi ta? Ôi, không lẽ là ảo giác hả ta? Sao nó lại đuổi mình như vậy? Chết rồi, đường cục hay sao rồi? Đừng lại đây mà. Ôi, đừng lại đây mà. Ôi, có dao nữa kìa. Thôi, chạy là mình chết chắc rồi. Ôi, cái gì vậy? Làm gì vậy? Thì hù nó chứ làm vậy? Ơi, sao có hai con như vậy? Ôi, gì sao tôi? Nó đi vô cái khu này nó ăn cắp chứ làm gì? Cháu không có ăn cắp. Ăn cắp gì? Nhỏ để lại tiền mà. Nó vẫn ăn cắp, nói chung nó vẫn vô đây, nó vẫn đi trộm đi vô rồi. Cháu có để tiền lại mà cháu xin lỗi lỗi của cháu mà. Thôi, chị cút ra coi nha, đi qua ngoài. Dạ, con biết rồi. Chạy thôi mọi người. Chạy thôi. Ôi, lộn hứa. Con về đây. Trời ơi, anh làm gì mà đánh đập thằng nhỏ tội nghiệp vậy? Trời ơi, tội nghiệp với tao tội nghiệp gì? Tụi nó là ăn cắp chứ cái gì nữa. Mệt anh quá. Chết rồi, mình bị đuổi ra khỏi cái nhà máy đồ chơi đó rồi. Ôi, trời còn mưa nó lạnh quá à. Trời đang lạnh mà. Ôi, chắc mình phải ngủ ở trên cái ghế đá này thôi. Lạnh quá à. Ôi kệ đi, bây giờ còn không có chỗ ngủ còn hơn. Ok, mình ngủ đây. Lạnh quá à.
con mồi đây rồi. Ôi vậy ơi. Ôi, đây là đâu vậy? Ủa, mình nhớ ngày hôm qua mình đang ngủ ở trên cái ghế ngoài đường, mưa lạnh lắm mà. Sao hôm nay có cái chỗ giường hay quá vậy? Đây là đâu rồi ta? Ủa, sao chỗ này nhìn giống cái nhà máy hôm qua? Ủa, sao mình lại vô đây lại vậy? Sao có người ở đây vậy? Ủa, chú ơi, sao chú ở đây? Có sao không chú? Sao chú nằm ở trên bàn vậy? Ủa, có chuyện gì vậy chú? Ơ, dạ, chú bị gì vậy? Sao chú lại nằm đây? Ai cho chú? Thằng quái vật ở đây nó bắt tôi. Quái vật hả? Vậy để con tháo cho chú. Ơi, lại là cái con quái vật đêm qua kia. Chạy. Cứu người đó, chạy cái gì? Ồ, chú vừa cứu cháu là sao? Ủa, khó hiểu quá vậy? Trời ơi, là trời, cái gì ai vậy? Nó thức rồi nè. Cái tên này là cái tên định bắt cóc con mà. Tên là bắt cóc con cứu à? Là sao? Là tối hôm qua con ngủ ngoài cái ghế đó là tên này tính bắt cóc con hả? Đúng rồi chứ sao nữa. Vậy sao hai người cứu con, tưởng hai người là người xấu chứ? Tao mày thôi chứ cô vẫn mà yêu thương con mà. Ta chỉ xấu với những người xấu thôi. Dạ cô hiểu rồi. Rồi bây giờ chú tính làm gì cái ông này vậy? Thả ông ra đi, sao để ông lên bàn vậy? Bỏ ông. Bây giờ ta sẽ ăn thịt nó. Ơi ghê quá, không được. Bây giờ sao lại không được? Tại sao lại ăn thịt? Được rồi, để trong. Trời, ông đi tôi cởi chó cho ông này. Bây giờ, ông bỏ chạy đi, ông chó đi. Ơi, mà chú ơi, đừng. Chạy rồi. Sao để thoát nó rồi? Trời ơi, sao mà chú ăn thịt người được ghê quá vậy? Không có được nghe chưa? Mẹ con dặn là không có được là làm hại người khác. Mà trời ơi. Cái thằng này nó chạy mình về đời mình hay sao vậy? Con xin lỗi. Ơi, nhưng mà con thắc mắc là tại sao cô chú là búp bê mà cô chú có thể di chuyển được hay quá vậy? Tụi ta chính là những con búp bê bị nguyền rủa. Nhưng không cần biết nhiều đâu, biết đủ nhẹ là được rồi. Dạ con biết rồi, nhưng mà hai người sao lại đưa con vô đây vậy? Tại vì tao thấy nhóc cũng tội, cho nên là chắc cho ở đây tạm vậy. Dạ, ở ngoài kia lạnh lắm, còn mưa nữa. Vậy là mọi người cho con ở đây tạm một ngày hả? Cảm ơn mọi người nghe. Rồi chúng ta hôm nay ăn cái gì đây mọi người? Sao không có món ăn gì hết vậy? Ăn thịt gà. Hồi nãy ăn thịt người đó. Trời ơi, tính ăn cái chú đây nữa, thôi ăn món khác đi thôi. Thôi để con chỉ chú nấu món khác nè. Đâu cái nhà bếp mình đâu rồi? Để con chỉ coi chú cách nấu ăn. Ủa cái này là nhà bếp đó hả? Rồi được rồi. Tính ra mọi người cũng có như là đồ bình thường mà. Để coi tủ lạnh có gì. Đúng rồi, trong tủ lạnh toàn thịt người không đó. Trời ơi, ghê quá à. Sao trong kia mình thấy có cái đồ ai vậy? Thôi được rồi. Mấy cô chú ăn toàn mấy cái gì không à? Thôi để con đặt đồ ăn về cho mấy cô chú ăn. Để con xíu, con sẽ đặt đồ ăn về. Đặt đồ ăn là gì? Trời ơi, con chỉ cho. A few moments later. Ôi sao lâu quá vậy trời? Bình tĩnh. Hình như người ta tới rồi chú ơi. Hình như người ta tới rồi, chú lấy đi. Rồi. Nhưng mà chồng của cô có tiền mà lấy không dạ? Có chứ. Tao lấy tiền của lũ người mà lần ấy. Chú đưa tiền cho người ta như vậy. Ê, chú đừng có làm hại người shipper nghe. Hồi nãy chú nghe con nói là nên là chú không có làm hại, nhưng mà nó có cái là lúc mà đưa tiền cho nó chạy mất tiêu rồi. Trời ơi, sao kỳ vậy ta? Kỳ vậy, tự nhiên chạy. Trời ơi, nhìn cái mặt chú chạy là phải rồi. Ê, con đặt 3 phần nữa mà còn 2 phần nữa đâu? Ôi, chết rồi, có lẽ thằng đó nó chạy luôn rồi. Sao trời ơi. Trời ơi. Lại xíu. Thằng này tức quá, tao phải chém nó. Được. Trời, cái nhà này sao mà bạo lực quá. Chắc mình phải chỉ người ta làm sao để mà sống lương thiện mới được. Trời ơi, chú đợi con. Con bảo là không có được làm hại người ta nghe chưa? Hay mình lại nghe. Ok, chắc. Thôi đi lại ăn thôi mọi người ơi. Wow, tính ra là nhà này cũng tốt bụng, nhưng mà họ không biết hay sao á. Bây giờ mình phải chỉ họ là không được làm hại người khác. Ăn nè anh. Ok, anh cho phần này nãy thằng đó cho thêm nè. Cho thêm hả? Anh nào mà tốt bụng dữ vậy ta? Rồi không biết cái tên kia nó chạy thoát, cái tên mà hồi nãy mà tính bắt cóc con chạy thoát rồi. Hắn cứ có chạy được nữa. Mọi người nói nó chưa mà không ngon bằng thịt người. Trời ơi, thôi được rồi, con đi ngủ nha, con ngủ tiếp nghe, mai gặp mọi người. Ngủ tiếp đi con. Ê, buổi tối con ngủ đừng có vô ăn thịt con nghe chưa? Ơi, đi ra. Ơi, nhà mình sợ quá, coi nào sáng mai mình tỉnh dậy là nằm trong bụng họ luôn. Trời, kệ đi ngủ rồi. Trời ơi, như sáng rồi. Dậy thôi mọi người ơi. Tính ra mình không có bị ăn thịt, vui quá. Mình tưởng cái nhà này ăn thịt mình luôn rồi chứ. Mày giao sắt chưa? Dạ rồi. Sao? Vậy chúng ta chuẩn bị cho nó lên thớt thôi. Cái gì? Ok. Trời ơi, nói mình hả? Mày giao gì ngay ghê vậy? Đông cái lại. Chuẩn bị. Chém nó. Con gà nè. Mày nè. Dạ. Gà ngu. Trời ơi. Ủa mày. Sao? Làm ở đâu? Mọi người làm thịt gà hả? Sao?
Trời ơi, tưởng làm thịt con, làm con hết hồn luôn. Trời đất ơi. Ôi, ôi, vậy là bây giờ mọi người thích thích ăn thịt gà rồi hả? Ơ, có con gà ở đây nè, làm thịt nó luôn nè. Ok, dám lên đi. Dám mày là con. Ồ, hay thiệt chứ, thôi kệ đi. Wow, vậy là mình có buổi ăn sáng rồi. Đi, ăn thôi, con. Ăn thôi. Trời ơi, bây giờ mọi người biết nấu ăn luôn rồi hả? Ăn hết phần của mình luôn rồi. Ơi, con xin lỗi, Thôi, người hết ăn hết phần của tao, tao ăn thịt người luôn nha. Ơi ơi, con giỡn rồi. Để con làm lại, con nấu lại cho, đưa đi thịt gà hồi nãy cho con. Đi thịt gà hồi nãy cho con. Nè. Không giữ kìa. Được rồi, để con vô nấu cho. Con cũng biết nấu ăn chứ bộ. Trời ơi, trong cái tủ lạnh này nhiều thịt ghê quá rồi, mình sẽ nấu cho mọi người ăn. Xong rồi nè. Trời ơi, trời con tí đây nè. Trời ơi, mọi người khắp tấp hoài à. Con cho mọi người ăn món gà khác chứ không phải giống hồi nãy. Trời ơi. Gà mà có thêm mà nấm rồi à. Trời ăn thử đi rồi biết hơi bị ngon đó nghe. Đâu. Ngon ta. Ê, con bảo mà. Ngon dữ. Mấy con quái vật khốn nạn giúp đi định bắt ta ra ăn. Được rồi. Hôm nay tao quay trở lại để xử trụ bày đây. Được rồi, mọi người thấy ăn con nấu ăn ngon chưa? Ấy, thôi. Nấu ăn ngon lắm nhưng mà. Sao vậy? Điều muốn nói với nhóc. Sao vậy cô? Bọn ta giờ đang chuẩn bị sáng rồi nên là nhóc nên đi trước khi, tại vì bọn trước khi trời sáng, tại vì bọn ta không cử động vào buổi sáng được. Ủa không đúng có cử vậy? Động được hả? Ồ, con nhớ rồi. Hẹn gì cái lúc mà con vô là trời còn sáng, cái thấy chú đứng yên một cục, cái quay lại cái chú mất tiêu luôn. Con hiểu rồi, Rồi như trời cũng sắp sáng rồi. Thôi đi con đi về nha, mọi người xuống tiễn con không? Nè. Ok, ok, đi thôi. Ok. Thôi được rồi, con đi về ngang, tạm biệt mọi người. Ê, trước khi đi tặng nè. Ôi. Tặng nè. Trời ơi, tặng. Ôi, con này chính là con Pikachu con lấy nè, con nè Totoro hả? Wow, cảm ơn mọi người nghe. Không có gì, coi đi về đây. Tặng sao con ghé chơi. Tặng quà. Tính nào mọi người nhìn hung dữ nhưng mà vẫn dễ thương quá trời. Thôi đi về thôi. Bye bye. Thôi mình đi về thôi. Bye bye. Mặc dù là mình không có nhà nhưng mà mình cũng phải về tại vì mình không ở đây đâu được. Hai hôm để coi. Ai vậy? Mấy con chó kỳ đi kia đâu rồi? Cái ông chú mà tính bắt cóc mình kia sao quay lại vậy? Ôi chết rồi. Hình như ông tính quay lại trả thù chó kỳ hay sao? Ơi, được rồi, để mình vô coi coi. Mình phải cứu chó kỳ mới được, không được không để chó kỳ bị Lâm hại được, họ là người tốt mà. Đâu rồi, hắn đâu rồi. Ôi, bây giờ mấy người này tính hại chất kia. Ơi, chất kia kìa. À không sao, chất kia có thể xử tên này mà. Ơ, mình quên mất. Hồi nãy chất kia nói là trời sáng là không thể cử động được. Ôi, không được. Ây, ăn đánh chất kia kìa. Ây, ông kia. Không được làm hại chất kia. Không được làm hại chất kia. Chạy. Chết rồi. Có ai không cứu tôi với? Chạy. Qua đây. Núp thôi. Bây giờ ơi ăn kia kìa, giờ làm sao ta? Chạy đi. Ôi, hắn còn đuổi mình kìa. Chạy hướng nào ta? Bên này. Chết rồi, đường cục rồi. Không được. Chạy tiếp. Có đường nào cho mình thoát được không trời? Như đây có chỗ trốn này. Chạy đây. Hy vọng hắn không thấy mình. Hình như hắn lạc mình rồi. Ây, núp xuống. Không thấy tôi. Trốn đi, không thấy được kìa. Chạy. Mày cho tới khi nào cũng được. Trời ơi, hắn không buông tha mình luôn kìa. Hắn cố tình ở đây để bắt mình luôn kìa. Hắn đâu rồi, đi coi hắn đâu rồi. Ôi, hắn kìa. Chết rồi, hắn không chịu tha cho mình, hắn cứ núp đây hoài vậy. Giờ sẽ ngồi đây ta chờ mày luôn. Để coi ai. Ôi coi nè. Chết rồi, giờ làm sao ta? Bây giờ hắn ở đây hoài luôn, nhưng mà mình thấy mệt quá, chắc mình phải nằm ngủ ở đây luôn coi. Mình ngủ ở đây, các hắn cũng không biết đâu. Mình ngủ đây. Tối chưa ta? Ôi, hình như hắn đi rồi, bây giờ mình về được rồi đúng không ta? Đúng rồi, hắn bỏ cuộc rồi mọi người ơi. Yes, mình biết cái mà. Bỏ cuộc cái gì, ta ở đây chờ mày từ đó giờ nè. Tôi tưởng ông về rồi chứ. Ây da, chết tôi rồi. Mình chết chắc rồi. Chạy. Trời, xong luôn đường cục luôn con rồi. Đường cục. Tại sao ông không đi về đi? Ôi sao? Sao hồi nãy mày không cử động, sao giờ mày cử động được rồi? Vì là trời tối rồi đó thằng ơi. Đúng rồi, nhớ rồi mọi người ơi. Hồi nãy là mấy ông chất kia nãy có bảo là trời tối lại rồi. Thôi được rồi. Ê, con ông ơi. Chất kia. Đừng. Không. Bây giờ để từ từ. Bây giờ người ta là sai rồi, bây giờ con để con. Ông kia, đưa vũ khí này. Ông là bị giết đó. Nhanh lên. Được rồi, bây giờ
ông đã làm sai rồi, tôi sẽ phạt ông. Phước, hãy ở đây nấu ăn cho tụi tôi. Bây giờ ông sẽ là người nấu ăn. Ô xin, nhanh lên, không là bị giết đâu nghe. Mình phải làm vậy thôi chứ không để chắc chi giết công này được. Đúng rồi, ta không được giết người nha mọi người. Thôi đi coi, vô đầu bếp làm ăn, nấu đồ ăn nhanh lên. Vô đồ ăn nhanh lên. Trong đây nè. Vô kia. Chết mày chưa, con dám bắt cóc phải hả? Không mới ra được đó. Rồi, cho chú đứng nấu canh đi. Bây giờ để cậu chào mọi người cái. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Thì nếu các bạn thích video này thì quên lại cho mình một like, một subscribe cũng như bấm vào cái chuông và bấm subscribe cho tất cả mọi người đồng xem tốt tim nha. Và nếu các bạn thích chất kia thì đừng quên comment ở dưới nữa nha. Bye bye mọi người. Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé.